Quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thể thao sáng trên kênh VTV8 của Đài Truyền hình Việt Nam. Như vậy là giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2018 đã khép lại sau 14 chặng đua. Chủ nhân của những danh hiệu cá nhân cũng như là tập thể đã được xác định. Chặng đua cuối cùng của giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018 có lộ trình từ thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước về thành phố Hồ Chí Minh với độ dài 136 km. Kết quả cuối cùng, Quarter In Jae-yong của Corel Cycle đã xuất sắc về đích đầu tiên để chính thức giành áo xanh chung cuộc của giải đầy thuyết phục. Dù với đích trong top 2, nhưng David Van Aert vẫn bảo vệ thành công chiếc áo vàng, qua đó trở thành chủ nhân của giải thưởng cá nhân danh giá nhất giải. Hai danh hiệu còn lại là áo chấm đỏ và áo trắng vẫn thuộc về Sandra Perez Javier và Purnomo Setiawan. Ở giải thưởng đồng đội, chiến thắng đã thuộc về PGN Indonesia. Quarter Sandra Perez Javier giành thêm danh hiệu vận động viên ấn tượng. Như vậy, giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018 đã chính thức khép lại thành công tốt đẹp.